Vâng, thì chào các bạn, chào các em. Video này tôi xin hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra một tiết học kỳ 1 môn vật lý lớp 9. Bài làm gồm có 12 câu trắc nghiệm và 4 câu hợp luận. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu câu số 1. Đồ mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là. Thì các em nhớ đối với trường hợp hai điện trở được mắc song song với nhau thì chúng ta sẽ có là 1 trên R tương đương bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2. Đến đây các em sẽ huy động suy ra được R tương đương sẽ bằng tích R trên tổng R, nghĩa là R1 nhân R2 trên R1 cộng R2. Vậy là đáp án 1B. Câu số 2. Xét cái dây dẫn được làm từ cùng vật liệu, nếu chiều dài tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở sẽ như thế nào? Thì chúng ta nhớ là điện trở dây dẫn sẽ tỷ lệ thuận với chiều dài. Do là điện trở tăng, dây dẫn tăng chiều dài 3 lần nên suy ra điện trở sẽ tăng lên 3 lần. Tiếp theo, tiết diện giảm đi 2 lần. Chúng ta biết điện trở sẽ tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. Do là tiết diện giảm 2, tiết diện mà giảm 2 thì điện trở sẽ tăng tăng 2. Tại vì tỷ lệ nghịch mà các em, R sẽ tăng 2. Vậy các em nhân lại 3 x 2 được 6, vậy là R tăng 6. Các em chọn đáp án A. Câu số 3. Một dây dẫn có điện trở 24 ohm mắc vào nguồn điện có hiệu thế 12V thì cường độ dòng điện là bao nhiêu? Chúng ta áp dụng định luật ohm là I bằng U chia R. Hiệu điện thế là 12 chia cho điện trở R là 24 bằng 0,5A. Các em chọn đáp án C. Câu số 4. Điện trở 10 ohm và 20 ohm được mắc song song vào nguồn điện. Nếu công suất tiêu thụ ở điện trở 10 ohm là A, thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20 ohm là bao nhiêu? Người ta kêu tính là công suất tiêu thụ ở điện trở 20 ohm. Nhưng mà đề cho là công suất tiêu thụ ở điện trở là 10 ohm á, là A. Thì các em để ý nè. Thì công thức tính công suất á, là B thì bằng I bình phương nhân R hoặc là bằng U bình trên R hoặc là bằng U nhân I. Trong trường hợp này các em lưu ý này, sử dụng này, tại vì hai điện trở này được mắc song song, nghĩa là hiệu điện thế ở hai đầu điện trở 10 ohm cũng bằng hiệu điện thế ở hai đầu điện trở 20 ohm. Vì vậy chúng ta dùng công thức này, B bằng U bình trên R. Do đề bài cho công suất ở trên điện trở 10 ohm là A nên suy ra công suất ở trên điện trở 20 ohm chính là A trên 2. Tại sao các em quan sát này? Công suất lúc này tỷ lệ nghịch với điện trở R. Do điện trở R này gấp đôi điện trở này nên suy ra công suất sẽ giảm đi một nửa. Hợp lý không? Vậy là các em chọn đáp án B luôn nha. Vậy là câu 4B. Câu số 5 các em. Một dây dẫn có điện trở 12 ohm mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V. Thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong một giây. Ở đây các em áp dụng định luật Joule-Lenz là Q bằng I bình phương RT. Hoặc là công thức tổng vectơ là bằng BT. Ở đây để cho là R và cho U thì các em áp dụng là bằng U bình phương trên R nhân T. U ở đây là bằng 12 bình trên cho 12 nhân 1. Vậy là bằng 12 Joule. Các em chọn đáp án C. Câu 6, công thức tính điện trở của đoạn dây dẫn là R bằng rho điện trở xuất nhân chiều dài dây trên cho tiết diện của dây. Các em áp dụng. Vậy là các em chọn đáp án D nha. 6D. Câu 7, điện trở R1 bằng 10 ohm chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu là 6V. Điện trở R2 thì chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu là 4V. Khi mà đoạn mạch mắc R1 và R2 nối tiếp thì được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu này là bao nhiêu? Đầu tiên các em tính được cường độ dòng điện định mức qua cái điện trở R1 là I1 sẽ bằng U1 trên R1, 6 trên 10 là bằng 0,6A. Tiếp theo là điện trở R2
chịu được cường độ định mức I2 bằng U2 trên R2 4 chia 5 bằng 0,8 A. Đây chính là cường độ định mức của mỗi điện trở. Nếu chúng ta mắc nối tiếp hai điện trở này vào một nguồn điện thì hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào là bao nhiêu? Nghĩa là các em phải xác định là cường độ dòng điện qua R1 và R2 chọn một trong hai giá trị này. Do I1 nhỏ hơn I2 nên các em sẽ chọn là I1, chính là chọn giá trị 0,6 A này đi qua hai điện trở luôn. R1 nối tiếp R2. Các em sẽ chọn dòng điện là 0,6 A. Tại sao không phải chọn 0,8? Tại nếu các em chọn 0,8 thì nó quá đỉnh mức của cái R1 nên mạch này sẽ không hoạt động bình thường, có thể dẫn đến là R1 bị hỏng. Nên lúc này hiệu điện thế lớn nhất đặt vào chính là bằng U bằng Y là 0,6 nhân R tương đương là tổng 2R. Tổng 2R các em tính là 15. 15 nhân 0,6 được 9V. Vậy là các em chọn đáp án D, 7D. Câu số 8. Trong hình vẽ dưới đây, thì hình vẽ không dùng ký hiệu biến trở. Các em quan sát, hình A là đây là ký hiệu của biến trở, hình B cũng là một ký hiệu của biến trở, hình D cũng là một ký hiệu của biến trở, hình này không phải là ký hiệu biến trở nha. Vì cái điểm này, cái điểm mũi tên này phải đặt lên trên con điện trở này, là đóng vai trò là con chạy, phải dịch chuyển trên con điện trở này. Vậy các em chọn đáp án 8C, không phải là hình biểu diễn điện biến trở. Câu 9. Một bóng đèn có ghi 220V và 75W. Khi đèn sáng bình thường thì điện năng sử dụng của đèn trong 1 giờ là bao nhiêu? Nghĩa là khi chúng ta áp vào đúng hiệu điện thế định mức thì bóng đèn này sẽ sáng bình thường. Lúc này điện năng được tính bằng công thức là A thì bằng công suất của đèn nhân cho thời gian tiêu thụ bằng 75 nhân cho, nhớ là 75W nhân giờ, các em đổi ra, các em đổi ra giây nhé, là nhân 3600 sẽ bằng 2.270.000 joule. Các em đổi về kilojoule là các em chia 1.000 sẽ được 270 kilojoule. Đáp án D nhé, chính D. Câu số 10. Định luật Joule-Lenz cho biết điện năng đã biến đổi thành, chắc chắn là thành nhiệt năng rồi. Các em chọn đáp án C luôn. Câu 11. Trong công thức tính công suất B bằng I bình phương nhân R, nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện đi 4 lần thì công suất như thế nào? Các em quan sát công suất tỷ lệ thuận với điện trở này và tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện này. Nên điện trở tăng gấp đôi, suy ra công suất B sẽ tăng gấp đôi. Và do giảm cường độ đi 4 lần nên công suất sẽ giảm đi 16 lần. Các em lưu ý tại vì bình phương lên mà, 4 bình phương bằng 16 nên lúc này công suất sẽ giảm đi 16 lần. Vậy là tăng 2 mà giảm 16, vậy là sẽ giảm 8, đúng không nào các em? Tức là 2 phần 16 bằng ta bằng 1/8, vậy là giảm 8 lần. Các em chọn đáp án C, giảm 8 lần. Đấy, 11C. Câu số 12. Cho động mạch gồm hai điện trở R1 bằng 30 ohm, R2 bằng 60 ohm mắc nối tiếp với nhau. Điện trở R tương đương của toàn mạch, ở đây là do hai điện trở này được mắc nối tiếp nên R tương đương chính là tổng của R1 cộng R2. Vậy là các em chọn là 90 ohm. Câu B là 12B. Được chưa nào? Tiếp tục vào phần tự luận. Câu 1 là phát biểu định luật ohm và viết biểu thức của định luật. Thì định luật ohm là gì? Các em phát biểu là cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn sẽ tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó. Đây chính là biểu thức của định luật ohm.
Các em viết định luật xong, các em giải thích cái đơn vị ra. I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampe. U là hiệu điện thế, đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn. Đơn vị là volt. Còn R là điện trở của đoạn dây dẫn đó, đơn vị là ohm. Câu số 2. Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Hai đầu mạch được nối với một hiệu điện thế 9V. RB là một biến trở có chiều dài là chiều dài của con biến trở này là 1 m, điện trở là 12 ohm. Một bóng đèn có ghi 6V, 6W. Điều chỉnh con chạy C sao cho ở chính giữa của biến trở, nghĩa là bên đây sẽ là 6 ohm, bên đây sẽ là 6 ohm. Đó, điều chỉnh. Tại vì điện trở của cái biến trở này tối đa là 12 ohm, mà ở chính giữa thì mới bên 6 ohm. Hãy tính điện trở tương đương của mạch điện. Đầu tiên thầy sẽ vẽ lại sơ đồ mạch điện như sau. Đây là nguồn U này các em. Và đây là một nửa của biến trở. Ở đây chúng ta về quan sát ở đây nè. Cái điện trở này là một nửa thôi. Ở đây chúng ta sẽ vẽ ở đây. Ở trên là bóng đèn. Và nửa còn lại á là đây. Đấy, vậy là cái này là cũng là 6 ohm. Cái này cũng là 6 ohm. Còn R này là đèn, chúng ta tính ha. Muốn tính được điện trở tương đương, các em phải tính được R đèn. R đèn ra. R đèn được tính bằng công thức nào? Các em nhìn này, bóng đèn 6V, 6W. Thì chúng ta sẽ có là R đèn sẽ bằng U bình trên B. Nhớ nha, U bình trên B. U ở đây là hiệu điện thế, mức đỉnh mức của đèn này là 6V, công suất định mức là 6W. Vậy là bằng 6 bình trên 6 bằng 6 ohm. Tiếp theo các em thấy rằng á, R đèn mắc song song với cái con điện trở 6 ohm này. Nên á là các em áp dụng là cái R này là đặt là RA, điểm này điểm A, điểm này điểm C này. RAC sẽ bằng tích R, nghĩa là R đèn, nhân cho 6, tích R chia tổng R, R đèn cộng 6. Vì R đèn bằng 6 nên 6 x 6 36 chia cho 12, vậy là được 3 ohm. RAC là bằng 3 ohm, chính là R của hai cái này mắc song song. Tiếp tục lại nối tiếp với cái đoạn là CB, nên chúng ta sẽ có là R tương đương sẽ bằng RAC cộng cho RCB. RAC tính là 3 cộng 6 bằng 9 ohm. Đấy. Đó là các em hoàn thành câu A. Câu B là người ta cứ tính công suất tiêu thụ của đèn khi đó. Công suất tiêu thụ của đèn khi này. Ở đây các em có hai cách tính, một là các em áp dụng công thức B bằng Y bình phương nhân R, hoặc là bằng U bình trên R, hoặc là bằng U nhân Y. Thì bài này thầy sẽ tính theo công thức nào đây? Thầy áp dụng công thức là thầy sẽ tính công thức là công thức này. Thì thầy tìm cái U thôi, tìm cái U ở hai đầu AC thôi. Tại vì R này đóng vai trò là R đèn, thì thầy tìm cái U này. Muốn tìm cái U á thì phải tìm được cái Y đi qua cái đoạn AC này, thì phải tìm được cái Y toàn mạch, đúng không? Phải tìm được cái Y toàn mạch. Khi các em tìm được Y toàn mạch rồi, các em sẽ lấy Y nhân cho cái RAC này, thì các em ra được UAC. Sau đó các em thay vào công thức này, các em tính được cái công suất của đèn, lấy UAC bình phương trên cho R đèn, chia R đèn, là các em sẽ tìm được công suất trên cái công suất tiêu thụ trên cái R đèn ha. Muốn tính Y thì các em áp dụng là Y để được ôm Y bằng U chia R tương đương. U này là U toàn mạch nha, chia R tương đương, đúng không ạ? U trên R tương đương. U là các em biết là để cho là bằng 9V. 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 9. Chi R tương đương là 9.
Vậy là bằng 1 A. Khi có được Y rồi, các em sẽ tìm được UAC. Thì bằng Y nhân RAC. Y bằng 1, RAC là tính là được 3. Vậy là 3V. Từ đây các em sẽ tính được công suất B của đèn khi này là B bằng UAC bình phương trên cho RAC bằng UAC là vừa tính xong là 3 bình là 9 chia RAC là bằng 3 sẽ bằng 3W. Vậy là công suất đèn lúc này chỉ có 3W thôi, trong khi công suất định mức là 6W, nên bóng đèn sẽ sáng yếu hơn bình thường nha các em. Nếu mà đề hỏi thêm à, vậy là xong. Câu số 3. Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau và mạch điện có hiện thế 15V. Thì vẽ sơ về cái sơ mạch điện nhé. R1 mắc song song với cái R2 và một nguồn điện có hiện thế là 15V. R1, R2. Bài này khá đơn giản là tính điện trở tương đương của đồng mạch. R1 song song với R2 nên các em suy ra R tương đương sẽ bằng tích R trên tổng R. R1 nhân R2 là lấy 15 nhân 30 chia cho 15 cộng 30 bằng. Bằng 10 không? Câu B, tính cường độ dòng điện qua mạch khi đó. Áp dụng định luật ôm Y bằng U chia R tương đương. U là bằng 15. Chia R tương đương là bằng 10. Vậy là bằng 1,5 A. Vậy là dòng điện qua mạch này lúc này là 1,5 A. Câu số 4. Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở R mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Thì cường độ dòng điện lúc này là 2 mA. Cắt dây dẫn đó thành 10 đoạn dài bằng nhau, chặt thành một bó rồi mắc vào nguồn điện trên. Tính cường độ dòng điện qua bó dây khi này. Giả sử như một đoạn dây là dài như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Là lúc này có điện trở là R. Đây. Mắc vào nguồn điện hiệu điện thế là U. Thì lúc này dòng điện nó là 2 mA. Lúc này chúng ta cắt thành 10 đoạn. Sau đó chặt lại. Thì ra được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chặt lại như thế này thành một bó ha. Lúc này thành một con điện trở thôi. Và sau đó mắc vào nguồn cũng là nguồn U luôn. Thì dòng điện lúc này là bao nhiêu? Thật là Y phẩy nha. Ở đây nhiều em có thể nhẩm được đáp án rồi. Đấy. Vì cái điện trở này các em thấy không? Cái sợi dây này này có điện trở R. Sau đó các em cắt ngắn đi thì lúc này nó sẽ là gì các em? Là lúc này là cái tiết diện của sợi dây nó sẽ tăng lên 10 lần. Để bị chặt thành bó mà, tiết diện tăng lên 10 lần, chiều dài giảm 10 lần. Chiều dài giảm 10 lần lúc này điện trở R này sẽ bằng R chia 10. Đúng không các em? Điện trở sẽ là R chia 10 cho một đoạn dây. Nhưng mà tiết diện lại là tăng lên 10. Tiết diện lúc này tăng lên 10 thì điện trở sẽ là giảm đi 10 nữa. Lúc này sẽ là suy ra cái R của điện trở lúc này nó sẽ là R chia 100 nha. Bỏ cái này R phẩy sẽ bằng R chia 100. Các em hình dung không? Nghĩa là cái chiều dài dây giảm 10 thì lúc này điện trở sẽ giảm 10. Đồng thời cái tiết diện tăng 10 thì điện trở cũng lại giảm 10. Nên lúc này điện trở lúc này R phẩy sẽ là R chia 100. R phẩy sẽ là R chia 100 nha các em. Đấy. Mà do điện trở giảm đi 100 lần thì dòng điện lúc này qua cái mạch điện này sẽ tăng lên 100 lần. Theo định luật ôm mà các em, Y bằng U chia R, Y này bằng U chia R. Còn ở đây là Y phẩy lúc này sẽ bằng U chia R phẩy.
Do cùng u rồi, r phẩy này lúc này r phẩy nhỏ hơn 100 lần so với r, nên suy ra y sẽ tăng lên 100 lần. Suy ra y phẩy sẽ bằng 100 lần y, nghĩa là bằng 100 nhân cho y là 20 mA, 100 nhân 2 là bằng 200 mA, chính là cường độ dòng điện qua cái bó dây này là 200 mA. Đó, vậy là thầy hướng dẫn giải xong cho các em đề này nhé. Cảm ơn các em theo dõi video, mong rằng với video này sẽ giúp ích cho các em trong bài kiểm tra một tiết sắp tới. Chào các em.